7 người trong một gia đình tại tỉnh Bình Định mắc COVID-19. Ngày 24 tháng 7, tỉnh Bình Định ghi nhận 7 người trong cùng một gia đình ở xã Nhân Tân, thị xã An Nhơn mắc COVID-19 khi từ vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh trở về. Cụ thể, nam bệnh nhân 87.093, 44 tuổi là cha, nữ bệnh nhân 87.094, 44 tuổi là mẹ và hai con trai là bệnh nhân 87.095, 20 tuổi, bệnh nhân 87.096, 16 tuổi đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh về. Tại trạm y tế xã Nhân Tân, bốn người này được xét nghiệm nhanh bằng kháng nguyên SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính, về nhà cách ly tại nhà. Ba bệnh nhân còn lại là con rể, con gái và cháu ngoại đi bằng máy bay Vietnam Airlines số hiệu 1394 từ thành phố Hồ Chí Minh về sân bay Phú Cát, chiều ngày 19 tháng 7, sau đó được test nhanh Ba người này đều có kết quả âm tính và cách ly tại nhà cùng với bốn người đã về trước đó. Kết quả xét nghiệm RT PCR lần 1 ngày 21 tháng 7 của vợ chồng, con rể, con gái và cháu ngoại âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 22 tháng 7, cha mẹ và hai con trai được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Sau đó ngày 23 tháng 7, vợ chồng con gái, con rể và cháu ngoại được chuyển cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp real time PCR cho kết quả đều dương tính SARS-CoV-2. Hiện toàn bộ 7 người trong gia đình này được đưa đi cách ly điều trị tại bệnh viện Y học cổ truyền phục hồi chức năng, tỉnh Bình Định, cơ sở 1. Hôm nay ngày 25 tháng 7, tỉnh Bình Định tiếp tục ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này lên 81 trường hợp. Phần lớn trong số này là người đi từ vùng dịch trở về, trong đó phần lớn là người dân ở hai huyện Phú Cát và Phú Mỹ. Tại huyện Phú Cát, từ 8 giờ ngày 24 tháng 7, huyện này áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ đối với xã Cát Tường để khống chế dịch bệnh. Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Cát tỉnh Bình Định cho biết Chúng tôi huy động cả hệ thống chính trị từ huyện xuống tới xã, thôn xóm, hộ gia đình tham gia công tác phòng chống dịch. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo cấp ủy, mặt trận, các hội đoàn thể huy động đảng viên, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia công tác phòng chống dịch, nhất là tham gia các tổ Covid-19 cộng đồng. Mỗi tổ Covid-19 cộng đồng theo dõi giám sát chặt 30 hộ gia đình.